văn, nhược năng tinh thành dụng tâm, thân trì trai giới, vị nhất thiết chúng sanh, sám hối tiên nghiệp chi tội, diệt tự sám tạ vô lượng kiếp lai, chủng chủng ác nghiệp, khẩu trung táp táp, tụng thử đà la ni, thành thành bất tuyệt giả, tử xa môn quả, thử sanh tức chứng, kỳ lợi căn hữu tuệ quán phương tiện giả, thập địa quả vị, khắc hoạch bất nam, hạ huống thế gian tiểu tiểu phước báo, sở hữu cầu nguyện, vô bất quả tọa giả giả. Việc dịch: nếu như dụng tâm tinh thành, thân giữ gìn trai giới, vì tất cả chúng sanh sám hối nghiệp ác đời trước, tự mình cũng sám hối những ác nghiệp đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay, nơi miệng liên tục đều đặn tụng Đà La Ni này, âm thanh liên tiếp không dứt, thì trong đời hiện tại liền chứng được bốn đạo quả của bậc Sa Môn. Nếu là hạng lợi căn có phương tiện huệ quán thì quả vị thập địa còn chứng được, không lấy gì làm khó, huống gì là những phước báo nhỏ nhặt ở thế gian. Những việc như thế nếu có mong cầu đều được toại nguyện. Lược giảng: nếu như dụng tâm tinh thành, Hán văn dùng từ nhược năng chính là nếu như, giả như. Tinh là gì? Chuyên nhất gọi là tinh. Thành chính là chí thành. Chuyên nhất không xen tạp, chỉ có một lòng như vậy. Tiếp theo làm gì? Thân trì trai giới. Thân chính là thân thể. Trì chính là thọ trì. Trai chính là ăn chay, không ăn thịt. Giới chính là ngăn trừ tất cả việc ác, không làm các việc ác, tuân thủ giới luật. Vì tất cả chúng sanh sám hối nghiệp ác đời trước, tất cả chúng sanh đều có tội nghiệp, quý vị cần tinh chuyên trì giới luật, vì tất cả chúng sanh sám hối tội nghiệp đời trước, tự mình cũng sám hối. Đây không phải là vì chính mình, nhưng cũng là vì chính mình, bởi vì chính mình cũng là vì chúng sanh, cho nên nói sám hối cho chúng sanh cũng chính là sám hối cho chính mình. Những ác nghiệp đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay, vô lượng kiếp lai chính là từ vô thủy kiếp đến bây giờ, vô lượng kiếp đến nay tất cả ác nghiệp đã tạo trong đời đời kiếp kiếp là vô lượng vô biên. Nơi miệng liên tục đều đặn tụng Đà La Ni này. Hán văn dùng từ táp táp là âm thanh ngựa đi đường. Nói đến âm thanh, quý vị niệm chú Đại Bi thì cần liên tục, một câu này qua, câu sau lại nối tiếp. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Lúc nào cũng niệm Đà La Ni này như vậy, cũng giống như âm thanh ngựa chạy vậy. Âm thanh liên tiếp không dứt tức là không ngừng, niệm một tiếng, rồi lại một tiếng. Không phải là niệm chú Đại Bi có vọng tưởng rồi dừng lại, mà phải chuyên nhất tâm mình, tâm niệm chuyên nhất. Bốn đạo quả của bậc Sa Môn chính là sơ quả A-La-Hán, nhị quả A-La-Hán, tam quả A-La-Hán, tứ quả A-La-Hán. Trong đời hiện tại, trong đời này có thể chứng được quả A-La-Hán, nhưng quý vị phải thành tâm trì tụng. Nếu là hàng lợi căn chính là có căn lành, trí tuệ, có phương tiện huệ quán. Người có trí huệ để quan sát, hiểu rõ được tất cả pháp môn phương tiện, thì thập địa quả vị, khắc hoạch bất na, nghĩa là quả vị thập địa còn chứng được, không lấy gì làm khó. Các quả vị thập địa chính là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Quả vị thập địa này chính là quả vị của Bồ Tát. Tuy nói là quả vị của Bồ Tát không dễ gì đạt được, nhưng quý vị niệm chú Đại Bi thì không khó đạt được. Khắc là có thể, khắc hoạch chính là có thể đạt được. Quả vị thập địa vốn dĩ rất khó đạt được, nhưng bởi vì hiện giờ quý vị tụng trì chú Đại Bi, vậy thì không còn gì khó khăn nữa. Huống gì là những phước báo nhỏ nhặt ở thế gian.
huống chi là phước báo nhỏ nhoi ở thế gian chứ. Thế nào gọi là phước báo nhỏ nhặt ở thế gian? Làm quốc vương, làm tổng thống, hoặc làm người giàu có nhất, đây đều là phước báo nhỏ nhoi ở thế gian, không được xem là vượt trội gì. Tất cả những điều mong cầu, tất cả những gì quý vị mong cầu, không gì là không thành tựu cả, không có gì là không như ý mãn nguyện. Nhưng quý vị còn nhớ không, trừ một điều, trừ điều gì vậy? Phải trừ bỏ tâm nghi ngờ. Quý vị nếu còn sanh chút lòng nghi, tức không được toại nguyện. Nếu quý vị có một chút tâm nghi ngờ, giống như một sợi tóc, cũng không đạt được nguyện vọng này, cho nên cần phải thật sự tin tưởng. Tôi thường nói, quý vị không thể xả bỏ lòng nghi thì không thể sanh tín. Quý vị không thể xả bỏ mê thì không thể được ngộ. Quý vị không thể xả tà thì không thể quy chánh. Quý vị không thể xả giả thì không thể thành chân. Quý vị không thể xả tử thì không thể dứt sanh. Vì vậy, không thể sanh tâm nghi ngờ, người sanh chút ít tâm nghi thì không thể được như ý nguyện. Câu tất cả đều thành tựu là tất cả đều thành tựu, nhưng phải không có tâm nghi ngờ. Có một chút tâm nghi ngờ thì không thành tựu. Ha ha ha,